con nhá. Bổ xong là con đi học nhá. Hôm nay là con khác đi nhá, bà không đưa được nữa nhá. Con khác đi học nhá. Này cái củ này nhá, con đau rồi nhá, con đi đừng đánh nhau với bạn nhá. Vâng. Thì con đi học đi. Hôm nay con một mình khác đi học nhá. Bà không đưa được cơ nhá. Một tí này, con ơi. Một tí con về không thấy bà thì con khác nấu cơm nhá. Cái rau ở gần kia nhá, con lấy về nấu cho bà nhá. Rồi, thế con đi học đi. Chào bà. Đau đầu thế nha. Ôi đau đầu thế. Thank you.
Thế à? Lâu chưa, lâu chưa? Mới thôi. Ừ. Đi 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 nhanh lên. Đi 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 xem bà thế nào. Bà làm sao? Bà ơi, bà làm sao đây? Hả? Bà ơi, bà làm sao đây? Bà ơi, bà ơi, bà cố lên nhá. Cố lên nhá, thiếu à, con hộ bà đi nhá. Hộ bà, đưa bà lên nhà đi. Ôi, làm sao thế này lô? Bà đi giúp con mà. Đỡ bà đi con, đỡ bà đi nha. Bà ơi, cố lên nha. Con đi tìm cái gì cho bà gối đi. Được. Đấy. Đi làm nhiều quá rồi, bây giờ là mệt rồi đấy. Bà ốm rồi đấy. Đây, cho bà. Đấy, gối. Bà ơi, bà làm sao đây? Cố lên nha. Bà ơi, bà làm sao đây? Cố lên nha bà ơi. Xem nào. Ui, bà sốt lên rồi. Con lấy nước, lấy nước. Đi lấy nước. Về xong là chườm cho bà đi. Ui, sốt cao kìa đấy. Con lấy nước về đây cho bà. Ui, bà ốm thế này chắc là phải đưa bà đi viện đây. Con không có tiền đâu. Không làm sao mà khỏi được đấy. Ốm thế này này. Đấy. Bà ốm nặng lắm đấy. Bà ơi, bà tỉnh đi nhá. Bà ốm thật rồi, thế con trông bà nhá. Bà đi tìm thuốc cho bà nhá. Bà đi tìm thuốc đã. Bà này ốm nặng thế này lấy thuốc ở trong làng làm sao khỏi được. Đưa đi viện thôi. Chẳng qua nhặt. Đây, bà này ốm nặng lắm rồi. Thế phải mực măng đưa đi viện thôi. Cái này chỉ tạm thời thôi. Con đi nhóm bếp đi con ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bộ bà lấy thuốc cho. Đắp cho bà đi. Ui, bà cháu nặng lên con. Nhóm bọt bếp lên mới được hơi thuốc này. Đắp cho bà. Ui, không có cả bật này. Cho bà rồi. Đây này. Đây có thuốc cho bà rồi. Úp vào nha. Đấy. Để xem không là con phải đưa bà đi viện đấy. Không là không khỏi được đâu. Ôi bà. Bà ơi. Bà. Bà ơi, bà đừng làm sợ mà. Bà ơi. Bà. Bà ơi, bà ơi, tỉnh lại đi bà ơi. Bà ơi, tỉnh lại đi. Ơi, bà bị nặng lắm đấy. Con đi đi tìm cái gì cho bà để đưa bà đi bệnh viện đi. Con không có tiền đâu. Không có tiền à? Không có tiền làm thế nào được nhỉ? Thế nhà có khoai không? Hôm nọ thấy có mấy luống khoai ấy. Có. Thế con tí nữa con đi bới khoai nhá. Vâng. Con ơi, bà ốm đang nóng này này, con hộ bà cởi áo cho bà đi. Cởi áo đi. Cởi áo cho bà bớt đi để mát tí.
Hộ bà đi con ơi, hộ bà cởi áo cho bà cho mát đi. Không là nóng lắm rồi. Làm thế nào được nhỉ? Bên này. Đấy, lật bà đi. Con ơi. Dạ. Bây giờ con trông bà nhá. Vâng. Con đấy. Bà ơi. Bà ơi, bà cố gắng lên nhá. Có hai bà cháu ở với nhau thôi nhá. Bà cố lên con ơi. Dạ. Tí nữa mà đỡ thì con đi nhặt thuốc ở cái chỗ lúc nãy bà đi lấy đấy nhá. Vâng. Về đắp cho bà nhá. Vâng. Xong rồi con phải đi tìm bác sĩ nhá. Nếu không đỡ thì con gọi bà nhá. Vâng. Bà đi về đây. Bà ơi, con thương bà lắm. Bà cố lên, bà kể ngay đi. Con đi đánh nước cho bà uống. Bà uống đi mà. Bà ơi, bà mau khỏi ốm đi con. Bà mà làm như này thì con ở một mình làm sao mà sống được. Bà ơi, bà mau khỏi ốm đi mà. Bà đừng để làm con sợ. Bà ơi, bà cố gắng lên nhé. Con đi lấy nước tắm cho bà nhá. Sẽ cho bà này.
mau khỏe ốm nhá. Bà không đưa con đi học. Đằng xa lành lót tiếng chim ca, kiểu nắng lên rạng rỡ cả khoảng trời bao la. Hiện dần qua ô cửa sông bếp còn đỏ lửa, hương ngô thoảng ra ngoài, rìa đường răm xuống ngựa. Đứng nghe em học bài, bàn mông em so sài, xanh bên trên núi đá bất có bao điều lạ. Từ sách hồng bước ra ngoài sánh